Hello, OCC members, it's me again, Ms. Ha from Crazy English Community. Xin chào tất cả các bạn thành viên CEC. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu một chủ điểm tiếp theo trong chủ điểm về danh từ nouns, đó là phần về từ định lượng, quantifies. Ok, đây là một trong những chủ điểm về hạn định từ mà ngày hôm trước mình có đề cập tới, một trong năm loại của hạn định từ. Ok, cụ thể như thế nào thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào nội dung bài giảng ngày hôm nay nhé. Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa và cách dùng của từ định lượng. Định nghĩa về từ định lượng, nó là những từ hay cụm từ dùng để chỉ về lượng. Nó có thể là những từ đếm được như là many, 20, a few, hoặc không đếm được như là từ a little, much. Ok, hai cái tên của nó nói lên thì cái định nghĩa của nó là như là chức năng của nó dùng để định lượng. Định lượng từ là những từ hay là những cụm dùng để định lượng về một cái danh từ nào đó được đề cập tới. Cách dùng của từ định lượng thì nó sẽ có những cách dùng như sau. Thứ nhất, có những từ định lượng thì chỉ dùng được với danh từ đếm được thôi. Ok, ví dụ như là một số các từ định lượng như là one, each, every, two, both, a couple of, a few, several, many, a number of. Trong đó sẽ có một số các từ định lượng chỉ đi với danh từ đếm được ở dạng số ít như là one, each, every. Nó sẽ đi với danh từ đếm được nhưng ở dạng số ít. For example, one apple, each day, every apple. Chúng ta thấy, danh từ apple đây nào, một quả táo mà nó đang là danh từ đếm được ở dạng số ít thì sau nó không có s. Ok, còn những từ như là three, both, a couple of, a few, several, many, a number of thì sau nó sẽ làm đi với danh từ đếm được nhưng ở dạng số nhiều, như là a number of apples, many apples. Ok, cách dùng số 2 của từ định lượng đó là một số từ định lượng dùng cho danh từ không đếm được, nó trái nghĩa, trái ngược lại với cách dùng số 1. Nếu như cách dùng số 1 thì đưa ra một số các từ định lượng mà chỉ dùng cho danh từ đếm được thôi, thì ở cách dùng số 2 đó là một số các từ định lượng ở đây thì chỉ dùng cho danh từ không đếm được thôi. Ví dụ như là a little, much, a great deal of, hoặc là less. For example, a little rice, much rice, a great deal of rice. Rice là gạo và đây là một danh từ không đếm được. Cách sử dụng số 3 đó là một vài từ định lượng thì có thể dùng cho cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Và dùng cho cả hai, cả danh từ đếm được và cả danh từ không đếm được. Như là no, some, or any, a lot of, or lots of, plenty of, most, all, more. Okay. For example, no apples or no rice. Both are okay. Hai cách sử dụng này đều đúng. Apples ở đây là danh từ đếm được, và rice là một danh từ không đếm được và nó đều có thể sử dụng cho cả danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Hoặc là a lot of apples, a lot of rice. Okay. Có những từ định lượng thì luôn đi với of, như là các cụm a lot of, a great, a great deal of, a number of, a majority of, plenty of, lots of. Ok, bắt buộc sau những từ định lượng này thì luôn đi với giới từ of. For example, a lot of books are paperbacks. Đây là cách sử dụng đúng bởi vì a lot có giới từ of đi sau, và sau đó là một danh từ dạng số nhiều, a lot of books are paperbacks. Còn nếu với cách dùng sau, a lot of books are paperbacks, cái này đang bị thiếu về về từ giới từ of nên đây là một cách sử dụng incorrect, không chính xác. Ok, cách sử dụng số 5 của từ định lượng đó là có những từ định lượng có thể dùng hoặc không dùng với of như sau, đó là những từ như là three of, several of, most of, some, a little, any, many, both, one, much, a few of, all of. Và để chính xác hơn và rõ ràng hơn về cách sử dụng của những từ này thì chúng ta sẽ có một lưu ý như sau. Of được dùng khi danh từ đó là danh từ xác định, có nghĩa là khi phía trước ở danh từ đó thì có những hạn định từ như là my, his, the, a, an thì danh từ đó đã được xác định bởi các hạn định từ này, thì
với những từ mà chúng từ định lượng mà chúng ta đưa ra ở trên thì sẽ có giới từ of đi sau những từ định lượng này. Còn ngược lại, nếu như không có các hạn định từ đứng trước danh từ thì chúng ta sẽ không dùng cái giới từ of ở những từ định lượng ở trên. Mà cách khác, giả sử như danh từ đó chưa được xác định thì sau những cái từ định lượng này chúng ta sẽ không dùng giới từ of đằng sau. Ok, you got it? Yeah. Có nghĩa là như sau, chúng ta sẽ đưa ra ví dụ để phân tích nhé. Ví dụ như là many of the books on that shelf are in English. Trong câu này chúng ta sẽ thấy là danh từ books được xác định bởi mạo từ the. Ok, yeah, mạo từ the đã xác định danh từ này và đây là một danh từ đã được xác định. Nên với từ định lượng many chúng ta có thể dùng giới từ of đằng sau nó. Và câu này correct, là chính xác. Many of the books on the shelf are in English. Ok, tương tự như vậy với cách dùng số 2, many of my books are in English. Thì cái books đang được xác định bởi tính từ sở hữu my. Vì thế nên là đây là một danh từ đã được xác định và many sau đó cũng sẽ có từ of đi sau. Yeah. Với cách dùng số 3 thì sao? Nếu như books mà không có hạn định từ đứng trước nó, có nghĩa là nó chưa được xác định, thì sau những từ định lượng này chúng ta sẽ không sử dụng giới từ of đằng sau, giống như cách ví dụ số 3, many books are in English. Bởi vì books lúc này là đứng một mình mà trước nó không có hạn định từ, không có hạn định từ xác định nó, nên many không có of đi sau, thì chúng ta sẽ dùng là many books are in English. Yeah, và ba cách dùng này đều hoàn toàn chính xác nhé. Ok, và thêm một cái sử dụng chú ý nữa, khi một danh từ đã xác định thì đối với từ all và từ both chúng ta có thể dùng of hoặc không đều được. Ok, có nghĩa là danh từ đó khi mà đã được xác định thì đối với từ all và từ both chúng ta có thể dùng of đằng sau hoặc là không có đều được. Còn nếu như khi danh từ đó mà chưa được xác định thì chúng ta sẽ không dùng từ of, không dùng từ of đằng sau. Ví dụ trong những cách sử dụng sau, all of the students in my class are here. Trong câu này chúng ta sẽ thấy là the students ở đây được xác định bởi hạn định từ the. Nên đằng sau từ all được phép sử dụng từ of hoặc không đều được, giống như ví dụ số 1, ví dụ số nhất, ví dụ số 1 và ví dụ số 2. Ok, all of the students in my class are here và all the students in my class are here, both are okay. Hai cái sử dụng này đều chính xác, bởi vì khi danh từ đó được xác định thì chúng ta có thể sử dụng of hoặc không dùng sau các từ all và both. Ok, còn với ví dụ số 3 thì sao? All students must have an ID card. Trong câu này chúng ta sẽ thấy là the students không được xác định bởi một hạn định từ nào cả, nên chúng ta sẽ không sử dụng giới từ of đằng sau từ all. Yeah, những cái dùng số 3, all students must have an ID card. Nếu như mà chúng ta sử dụng như cái ví dụ số 4, all of students must have an ID card, thì đây là cách dùng sai. Các bạn để ý nhá. Nếu như chúng ta mà sử dụng thì cách sử dụng số 4, ví dụ như trong ví dụ số 4 sẽ là cách sử dụng sai, bởi vì the students này chưa được xác định, nó trước nó không có một hạn định từ nào đứng trước cả, nên từ of không được đứng sau từ of. Chúng ta chú ý này, còn khi danh từ đó chưa xác định thì không dùng of. The students nó không được xác định vì trước nó không có mạo từ, không có hạn định từ đứng trước, nên chúng ta sẽ không sử dụng of đằng sau từ of. Ok, và đây cũng chính là cách sử dụng của từ both, hai cách từ all từ both có vai trò tương đương với cách chức năng của nó, với cách sử dụng nó tương đương nhau. Ok, chú ý số 4 về cái chức năng cái dùng số 4 là một số từ one, each và every thì thường đi với danh từ đếm được ở dạng số ít, nhưng khi có of, có nghĩa là khi có of đằng sau nó thì nó sẽ đi với danh từ đếm được số nhiều xác định. Các bạn để ý nhá, mình đã in đậm bôi đen từ xác định ở đây để cho các bạn hình dung là khi one hoặc each hoặc every sau đó có từ of thì nó sẽ đi với danh từ đếm được ở dạng số nhiều và đã được xác định. For example, one student was late to class. Trong ví dụ này chúng ta sẽ thấy là the student ở đây là một danh từ đếm được ở dạng số ít, nên là one nó sẽ đứng ngay sau danh từ đếm được ở dạng số ít, was late to class. Nhưng trong ví dụ số 2,
sau want có danh từ of nên bắt buộc cái danh từ của nó phải là danh từ đếm được nhưng ở dạng số nhiều và đã được xác định với mạng từ the. Okay, one of the students has a schedule. You got it? Okay, chúng ta hiểu chỗ này rồi đúng không? Yeah, that's it. Thế đây là nội dung bài giảng về từ định lượng. Khá là nhiều nhưng mình nghĩ là hệ thống trên đây là chi tiết rất là chi tiết và giúp cho các bạn có thể hiểu rõ về chức năng cũng như là cách sử dụng của từ định lượng trong đề thi chơi như thế nào, và đó cũng là một trong những tiền đề giúp các bạn chiến thắng được các phần PowerPoint process của đề thi chơi. Ok, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Goodbye, see you next time.